Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Nhà đẹp Mắt Home. Và trong số mới nhất lần này, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng nhau chiêm ngưỡng công trình của gia đình anh Nguyễn Ngọc Tú có địa chỉ tại thôn Nhuệ, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội. Và nếu quý vị đã cảm thấy quá quen thuộc với những mẫu nhà mái Thái hay là mái Nhật thì hãy thử tìm hiểu về những công trình mái bằng như công trình của gia đình anh Tú mà chúng ta sẽ cùng nhau chiêm ngưỡng ngày hôm nay. Tôi đã sử dụng Mắt Home và rất hài lòng về thiết kế thi công của Mắt Home. Phải nói là thiết kế thi công Mắt Home đẳng cấp vượt trội. Mắt Home, hệ thống thiết kế thi công trọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Mắt Home đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Mắt Home luôn đi tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Mắt Home là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Mắt Home, đơn vị duy nhất tại Việt Nam có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Mắt Home đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Mắt Home dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Mắt Home qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Mắt Home, giá trị tạo nên thương hiệu. Ngoài các kênh YouTube của Mắt Home thì quý vị cũng có thể truy cập vào trang web của Mắt Home như là trang web thiết kế thi công trọn gói .com để xem tham khảo những công trình từ thiết kế đến thi công. Đặc biệt thì tại trang web này chúng tôi còn có thước lũ băng online phục vụ quý khách hàng trong việc tra cứu các kích thước liên quan đến xây dựng. Chẳng hạn như là thước lũ băng 52,2cm sẽ dùng để tra cứu kích thước của cửa, thước lũ băng 42,9cm thì dùng để tra cứu khối xây dựng bao gồm bếp, bệ, bậc, v.v. Và cuối cùng là thước lũ băng 38,8cm dùng để đo kích thước đồ nội thất như là bàn thờ, tủ. Quý vị chỉ cần nhập kích thước cần tra cứu vào hình ngũ giác màu vàng trên màn hình và nhấn Enter sẽ cho ra được kết quả. Ngoài ra thì nếu quý vị quan tâm đến công ty, có thể truy cập vào trang web mathomegroup.vn để tìm hiểu bao quát hơn về hệ sinh thái của Mắt Home cùng với đó là các dịch vụ nổi bật. Bất cứ khi nào quý vị có những thắc mắc cần được giải đáp hoặc là có nhu cầu thiết kế thi công thì hãy nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi qua các số sau 096 445 8888 hoặc là 0828 133 333 để nhận được sự hỗ trợ tư vấn đến từ đội ngũ kiến trúc sư của công ty chúng tôi. Là một người am hiểu về thiết kế xây dựng cũng như là liên tục cập nhật những xu hướng mới, anh Tú và gia đình mong muốn các kiến trúc sư của Mắt Home thiết kế một công trình hiện đại, cá tính, kết nối tốt với thiên nhiên và hạn chế được tình trạng bê tông hóa. Kết hợp với mức độ đầu tư tài chính thì chúng tôi đã tư vấn cho gia đình một công trình mái bằng, phong cách hiện đại với 2 tầng và 1 tum. Ở vị trí mặt tiền thì quý vị có thể thấy là chúng tôi đã khai thác gần như tối đa việc mang đến không gian mở thông qua việc sử dụng rất là nhiều kính, mang đến cảm giác kết nối chặt chẽ với khoảng sân vườn. Kim loại, bê tông và vách kính có thể được xem là bộ ba hoàn hảo ở những công trình hiện đại. Nhiều quý vị có thể thắc mắc là liệu kính thì có đảm bảo an toàn hay không? Thì câu trả lời chính là có, bởi loại kính mà chúng tôi sử dụng ở đây chính là kính cường lực, có khả năng chịu va đập và tải trọng tốt. Thêm vào đó thì chất liệu này có bề mặt phẳng, nhẵn mịn, cho nên là công tác vệ sinh rất là dễ dàng. Thậm chí thì ở một số công trình, đặc biệt là những tòa cao ốc thì những vách kính khung nhôm còn được sử dụng và thiết kế bất quy tắc với những tạo hình độc đáo. Nếu yêu thích sự sáng tạo thì quý vị hoàn toàn có thể sử dụng chất liệu này cho ngôi nhà của mình. Và để tôn lên vẻ hiện đại của công trình thì chúng tôi đã sử dụng thêm một số vật liệu trang trí, trong đó có đá tự nhiên được ốp cho vị trí chân tường và một số diện tường. Bên cạnh đó thì các kiến trúc sư của Mắt Home cũng đã bố trí thêm hệ lam trang trí với chất liệu nhôm vân gỗ, còn gỗ concrete thì sẽ được dùng để ốp tường và trần. Gỗ concrete thì được cấu thành từ bê tông giả gỗ cho nên cứng, chịu nước tốt và không bị cong vênh dưới các tác động của thời tiết như là nắng mưa. Vì nước ta nằm trong khu vực nhiệt đới ẩm, gió mùa, nắng nóng và mưa nhiều, cho nên việc sử dụng các vật liệu trang trí sẽ góp phần nâng cao tuổi thọ công trình và tăng thêm vẻ đẹp riêng. Ở những ngôi nhà mái bằng thì chúng ta sẽ có được lợi thế về khoảng sân thượng rộng rãi, có thể tận dụng để kinh doanh quán cà phê hoặc là làm nơi vui chơi sinh hoạt ngoài trời tùy vào sở thích của mình. Để che nắng thì chúng tôi cũng đã bố trí thêm một mái che gỗ nhựa khung thép sơn tĩnh điện. Công trình này được xây dựng về hướng Nam, có kích thước xây dựng là 12,3 x 13,8m. Diện tích sử dụng của công trình thì khoảng 315m2, nếu như tính cả khu vực tầng tum.
Khoảng sân trước nhà thì khá là rộng rãi, sau này đường giao thông bên ngoài có mở rộng thì chúng ta cũng sẽ không lo bị ảnh hưởng quá nhiều. Tiếp theo thì mời quý vị cùng xem qua công năng của công trình này. Việc bố trí công năng thì sẽ được các chuyên gia phong thủy của Mark Home cùng với đội ngũ kiến trúc sư thực hiện, từ việc bố trí các phòng trong nhà, bố trí bếp, cửa, bàn thờ, nhà vệ sinh và hướng nhìn. Đồng thời thì chúng tôi cũng cân nhắc sao cho hợp lý, tối ưu hóa công năng và mang đến sự tiện nghi trong quá trình sinh hoạt. Nếu quý vị quan tâm sâu về vấn đề phong thủy thì có thể liên hệ với Mark Home để nhận được sự tư vấn trực tiếp đến từ các chuyên gia. Hiện tại thì công ty của chúng tôi sẽ đồng hành với quý khách hàng về vấn đề phong thủy từ giai đoạn tư vấn thiết kế đến vấn đề động thổ để có thể mang đến một cuộc sống may mắn, cát lành cho cả gia đình. Khu vực đầu tiên ở tầng 1 là phòng khách có diện tích 28,5m². Từ cửa chính đi vào chính là khu vực đệm, bước qua bên trái là vị trí đặt bộ sofa. Kết hợp với hình ảnh phối cảnh 3D thì quý vị sẽ thấy được khu vực phòng khách vô cùng thông thoáng với thiết kế cửa và vách kính bao quanh các mặt. Nếu như quý vị e ngại nắng quá mạnh chiếu trực tiếp vào bên trong thì có thể bố trí thêm rèm che. Ở công trình này thì chúng tôi đã tận dụng khu vực gầm cầu thang để bố trí tủ giày và tủ rượu. Thay vì chúng ta bỏ trống như trước đây thì thiết kế này đã giúp tối ưu hóa diện tích và công năng. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã bố trí thêm một vách ngăn để giúp che đi khu vực cầu thang, tránh việc từ bên ngoài nhìn vào đã thấy ngay cầu thang. Khu vực tiếp theo chính là bếp ăn có diện tích 27m². Tại khu vực bếp thì cả gia đình có thể đi ra ngoài qua thiết kế cửa phụ. Trong tất cả các khu vực chức năng thì khu vực bếp ăn sẽ là nơi dễ sinh ra nhiệt và mùi hôi nên cần được chú trọng đến vấn đề đối lưu không khí. Ở khu vực này thì ngoài hệ tủ bếp, bàn ăn, gia chủ cần yêu cầu thiết kế thêm tủ rượu kết hợp với cài đặt TV. Với thiết kế này thì ngay khi dùng bữa, các thành viên trong gia đình cũng có thể xem TV và giải trí. Tầng 1 có một phòng ngủ gồm có nhà vệ sinh khép kín bên trong. Cụ thể thì diện tích không gian ngủ nghỉ là 14m² và nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm khép kín là 5,3m². Khu vực cuối cùng là một nhà vệ sinh chung có diện tích 5,3m². Tiến lên tầng 2, khu vực đầu tiên là phòng thờ có diện tích 8,5m². Theo phong thủy thì phòng thờ cần được đặt ở vị trí cao nhất trong ngôi nhà. Ở phía trên công trình này thì còn có một tầng tum nữa, tuy nhiên thì tầng tum không có các khu vực chức năng, cho nên việc bố trí phòng thờ ở vị trí này của tầng 2 là điều hợp lý. Khi đặt phòng thờ thì quý vị cần lưu ý đặt xa phòng tắm, nhà vệ sinh, nhà bếp để có thể đảm bảo tính tôn nghiêm. Tầng này được bố trí hai phòng ngủ và cả hai phòng ngủ này đều là phòng ngủ master có nhà vệ sinh khép kín bên trong. Phòng ngủ số 2 thì có diện tích không gian ngủ nghỉ là 20m² và nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm khép kín là 5,5m². Phòng ngủ số 3 thì có diện tích không gian ngủ nghỉ là 17m² và nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm khép kín là 5m². Và để hạn chế tình trạng nước tràn ra bên ngoài thì chúng tôi đã thiết kế thêm một cabin tắm đứng và vách kính. Khu vực cuối cùng là sân phơi có diện tích 13m². Thông thường thì khi thiết kế sân phơi, chúng tôi sẽ không xây tường bích kính mà sẽ chỉ xây lên cao khoảng 0,9m hoặc là thay bằng các thanh sắt để có thể đón nhận được nhiều ánh sáng tự nhiên. Khu vực tầng tum thì chúng tôi không bố trí khu vực chức năng và tùy vào mục đích sử dụng thì quý vị có thể trồng cây xanh, rau củ quả hoặc là sử dụng để làm nơi vui chơi, sinh hoạt ngoài trời, tùy vào sở thích của mình. Công trình có tổng chiều cao được tính từ cột 00 lên đến đỉnh mái là 9,9m, chiều cao thông thủy của tầng 1 là 3,6m và chiều cao thông thủy của tầng 2 là 3,3m, chiều cao của tầng tum là 3m. Thông tin về chiều cao thì quý vị có thể xem tại mặt đứng trục AD. Và cũng tại mặt đứng này thì chúng tôi có các ký hiệu chỉ màu sơn cũng như là các vật liệu trang trí. Và khi xem bản vẽ thì quý vị có thể đối chiếu giữa các ký hiệu này với hình ảnh 3D để biết được màu sơn cũng như là những vật liệu được sử dụng cho công trình. Về kết cấu thì sau khi đội ngũ kiến trúc sư của Mark Home về khảo sát thực địa kết hợp với tính toán tải trọng công trình, chúng tôi đã quyết định lên phương án ép cột bê tông cốt thép tiết diện 200x200mm. Dựa vào mặt bằng định vị cột thì quý vị sẽ biết được là cụ thể vị trí, số lượng cột. Và trong hồ sơ kết cấu thì chúng tôi còn có bản thống kê cốt thép với tên gọi, số hiệu, hình dạng, kích thước, số lượng cụ thể rõ ràng để gia chủ có thể dễ dàng giám sát, theo dõi, tránh tình trạng phát sinh hao hụt. Ngoài ra thì ở các công trình do Mark Home thiết kế và thi công thì chúng tôi còn có bản dự toán để gia chủ có thể chủ động về vấn đề tài chính. Như quý vị thấy trên màn hình thì đây chính là bản dự toán thầu xây dựng, sẽ bao gồm các hạng mục như là phần xây dựng thô, hoàn thiện và điện nước. Ở đây thì như quý vị thấy, bản dự toán chi phí xây dựng sẽ gồm có số thứ tự, nội dung công việc, đơn vị, khối lượng, đơn giá vật liệu, thành tiền và ghi chú kèm theo nếu có. Đây chính là căn cứ đàm phán ký kết hợp đồng, từ đó thì gia chủ cũng sẽ chủ động hơn về vấn đề tài chính của mình. Và chúng tôi cũng xin chia sẻ thêm với quý vị là ở từng khu vực khác nhau, vào từng những thời điểm khác nhau thì chi phí xây dựng sẽ có sự chênh lệch ít nhiều. Vậy nên biết được mức chi phí cụ thể cho từng công trình thì quý vị có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các số hotline để có thể nhận được
được sự hỗ trợ và tư vấn đến từ đội ngũ kiến trúc sư. Vậy là vừa rồi thì chúng tôi đã chia sẻ đến quý vị ngôi nhà của gia đình anh Tú tại Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội, một công trình mái bằng hiện đại độc đáo. Nếu quý vị cảm thấy yêu thích các thiết kế của Mark Home, có nhu cầu thiết kế thi công thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua các số hotline 0964458888 hoặc là 0828133333 để nhận được sự hỗ trợ chia sẻ đến từ đội ngũ kiến trúc sư của công ty chúng tôi. Hiện tại thì công ty chúng tôi cũng đang thực hiện hàng loạt các chương trình ưu đãi lớn trong năm nhằm để tri ân quý vị khách hàng. Khi ký kết hợp đồng thi công trọn gói thì quý vị sẽ được miễn phí 100% chi phí thiết kế và được nhận ngay hàng loạt các quà tặng hấp dẫn như là bếp điện từ, máy hút mùi, lò vi sóng, bình nước nóng lạnh. Và riêng với những khách hàng chỉ đăng ký thiết kế mà không thi công thì chúng tôi vẫn triển khai riêng những chương trình ưu đãi như là hỗ trợ giám sát miễn phí từ 3 đến 5 lần, tặng các voucher mua sắm các sản phẩm của Mark Home như là sơn, đèn LED, thiết bị vệ sinh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất đến từ công ty của chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo. Sơn Mark Home với công nghệ hiện đại từ châu Âu, bảo vệ dưới mọi điều kiện thời tiết. Chống thấm vượt trội. Chống bám bụi linh hoạt. Chống nóng hiệu quả. Mảng sơn nano liên kết dẻo dai, chống nứt và bong chóc. Đăng ký ngay để trở thành đại lý, nhà phân phối để nhận được nhiều ưu đãi. Xây nhà Mark Home, chọn sơn Mark Home.